đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với một tựa game có lẽ là mình đã dừng một khoảng thời gian khá là dài rồi, đó chính là Hitman. Và trong khoảng thời gian đó mình khá là bận nhiều công việc, như mình cũng đã nói mấy tập trước rồi, thì lần này mình sẽ tiếp tục với Hitman và cũng như các nhạc tiếp theo mình sẽ có cái tập team Hitman còn lại để cho bạn coi và hoàn thành luôn cái series này trong khoảng đây. Bây giờ nó cũng đã là hết DLC rồi thì đã không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái Bangkok luôn. DLC mới của Hitman thì cái này là mình chọn một súng lục, một coi, một cái này thì nói chung là cũng không cần thiết lắm, các bạn có thể lấy cái khác cũng được. Lockpick thì cũng không cần, fiber hay cái gì đó nên tùy các bạn thôi. Shuriken nói chung là tùy mấy bạn nào muốn sử dụng. Welcome to. Ok, và chúng ta sẽ đi giết nhiệm vụ giết nhân vật đầu tiên trong map này. Chúng ta sẽ hai cái nhân vật. Thì cái cách dễ dàng nhất mà mình chuẩn bị dễ các bạn đây là cách làm một cái cách giết người mà bằng tai nạn và sẽ không để bị phát hiện. Thì lúc mà bạn vô, các bạn quẹo phải thế này. Chúng ta bắt đầu xuất phát từ cái điểm ban đầu luôn. Và các bạn đợi cho ông ấy vô, thì các bạn đang thấy là ông ta đang đứng ngoài kia và chúng ta đang phải đợi ông này vô cũng khá là lâu, cho nên cứ thoải mái. Nhưng mà chúng ta còn phải có một cô gái đây nữa, chúng ta đợi cô ấy đi ngang qua đi xuống dưới đây thì tại cái cô gái này cái cô duy nhất mà có thể là spot chúng ta, nhưng mà trong trường hợp này như này thì cái cô gái này xuống trước khi mà chúng ta chuẩn bị làm những công việc mà chúng ta chuẩn bị làm. Thì cái cách của mình sau đây là chính là hướng làm cho cái đèn mà các bạn thấy đây nó rớt xuống đầu ông này. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi một khá là cái cách mà cũng khá là khó một tí để các bạn có thể, tại vì ông này lúc nào cũng đi chung với bảo vệ của mình, cho nên khi ông này đụng vào động cửa các bạn chọi liền cái đồng xu đó để đánh lạc hướng lính gác của ông. Sau đó các bạn rút cái súng ra, các bạn thấy không, ông này sẽ đi một lính gác và khi mà lính gác đặt dấu chấm hỏi tức là lính gác sẽ đi được giao nhiệm vụ đi kiểm tra cho đó. Sau khi đi ra khỏi thì các bạn liền lập tức bắn cái đèn. Sau cất cái súng là đi xuống lại và nó sẽ như bạn thấy trên góc bên phải nó sẽ để là accident kill, tức là tai nạn, nó để là kiểu như là body foul, nhưng mà tuy nhiên là đây là một cái chết dưới dạng là gọi là unnoticed kill, tức là không bị phát hiện, giết không bị phát hiện, cộng thêm là dưới dạng là tai nạn, cho nên chúng ta vẫn được tính silent assassin, cho nên không sao hết, các bạn cứ thoải mái bình tĩnh. Silent assassin suit only, chúng ta sẽ không thay đổi quần áo gì hết. Đi tới đây thì các bạn cứ bình tĩnh mà đi. Tuy nhiên tới chỗ này các bạn cần phải rút cái súng mình ra, ngồi xuống, khoan đi đâu xa cái đã đóng cái cửa lại. Đó các bạn, tại khúc này nó có một cái camera là mình để bị, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà làm như mình thì các bạn ngồi cái cửa và đường tránh đường để cho nó làm. Tuy nhiên mình cũng đã làm qua cái Silent Assassin chỗ này rồi cho nên cũng không cần phải làm lại nữa. Các bạn chọn một cái kho ngay đây, đợi giùm hai thằng nó nhìn. Các bạn lẻn qua xung quanh cái bên này, đi thật chậm rãi từ từ vào đi qua đây, bạn tăng tốc cũng được, không tăng tốc cũng không sao. Và đi tới đây thì nó sẽ không phát hiện ra bạn nữa đâu, và mọi chuyện dễ dàng. Tuy nhiên cái chỗ này nó vẫn là cái khu mà các bạn gọi là trespassing, là khu cấm vào rồi. Bạn lấy một cái weapon ở đây, tránh được để ông kia thấy nha. Ông này sẽ ngồi xuống, tuy nhiên chúng ta sẽ đợi một cái thời điểm nhất định để chúng ta khởi đi. Và cái thời điểm đó không phải thời điểm bây giờ, cho mình sẽ nói rõ ra cái thời điểm đó khi nào. Là bạn phải đợi cái ông này qua cái chỗ bên đây, và hai thằng này nó phải đi xuyên qua như thế này, và thằng ngoài kia nó phải vô trong lại. Thì chúng ta phải đợi cái hai thằng này đã đi xuyên qua nhau rồi thì chúng ta phải đợi ông này đó. Ông này đi ngang qua đây nữa. Và chúng ta có một thời gian rất là ngắn để chúng ta có thể đi lên trên kia được. Chúng ta sẽ lẻn qua cái phòng đó và lẻn thẳng qua kia luôn. Và phải để ý thằng này, ông này đang đi qua nè. Thường hay mình để ý là thường là ông này đi qua thì cái thằng kia mới bắt đầu là có vấn đề. Bạn để ý cái thằng mà bên đây phải đi, thằng bên phải ngoài cùng á, trong cái phòng đó. Mình sẽ để ý nào, thằng này thường nó thấy, mình nhớ là thường là nó mỗi lần mà nó hay gãy chân á là bắt đầu nó di chuyển lại. Đó, nó gãy chân rồi đó. Tuy nhiên chúng ta chưa đi liền đâu. Bây giờ chúng ta mới đi đây.
Chúng ta còn phải làm nhanh lên nếu không chúng ta bị phát hiện nhé. Vì lẽ chúng ta vô đây rồi nhé. Rồi chúng ta qua đây liền ngay lập tức và nhảy xuống liền. Nếu không bị cái thằng này nó thấy. Và cũng hơn là chúng ta vừa mới làm một lúc rất là kịp lúc và rất là đẹp. Nhưng mà bị cái là chúng ta phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là hạnh phúc á. Đợi chờ là hạnh phúc, như cũng trước giờ mình hay làm cái hitman mà cũng đã nói rồi. Mình đừng có trèo lên lại. Chúng ta sẽ đợi cho thằng này nó đi vô lại thì chúng ta sẽ trèo lên trên lầu trên để xử lý một số thứ. Và vậy khi anh dàn này bắt đầu leo vô, đi vô lại thì mình leo lên trên rất là dễ. Đi lên trên cái đã. Ok, tới đi tới đây thì chúng ta để mà rồi có cái nút rồi đó, leo lên đi trái như thế này và leo thẳng lên trên luôn. Như thế chúng ta sẽ không bị phát hiện, tại thằng kia nó đã đi vô trong rồi. Ngay chỗ này thì các bạn lấy cái quả banh như các bạn đang cầm trên tay đây, chọi thẳng cái đầu thằng này. Ý là để chọi bất tỉnh thôi, chứ không phải đi giết. Tại vì chúng ta làm Silent Assassin, một là chúng ta có thể lấy lại cái quả bóng đó, và chúng hoặc là chúng ta có thể lấy cái thanh crowbar mà chúng ta đang thấy trên đây. Tùy mọi người lựa chọn thôi. Theo mình thì mình lấy lấy lại cái cục này của thằng này, thì mình thích cái cục này hơn. Mặc dù sao cũng lấy thêm cái này cho tiện. Tại vì thường đó, các bạn đợi đợi thằng này đi, đây là địch của chúng ta nè. Cái thằng này là thằng nhân vật chính, nhưng mà nó nếu mà nó đi ngang qua phải qua hướng của bạn thì bạn đừng có chọi coi, là cái mình chuẩn bị làm mình sẽ chọi coi để cho nó phát hiện. Tuy nhiên các bạn phải đợi nó quay trở lại từ bên phải, đi ngược lại quay trở lại đây nè, và nó phải quay trở lại ngược cái phía bên này chứ được không phải là cái bùn bên kia. Bạn để ý nha, nó đang đứng ở tuốt cái bùn bên kia lần chứ phải là bên phía bên này. Bạn phải làm sao đợi nó, đợi lúc nào mà nó gần nhất tại cái thằng này nó sẽ hay phát hiện. Cho nên bây giờ mình sẽ đợi cho thằng này nó đi vào trong và ông này sẽ bắt đầu bước đi trở lại cái khu ban đầu. Nó cái đây được cái chu kỳ hoài riết mà các bạn sẽ có một cái cách nhìn về cái hướng đi của tụi này dễ dàng hơn. Tuy nhiên chúng ta cần phải làm kỹ càng mỗi lúc mỗi bước nếu chúng ta không muốn bị phát hiện này nọ kiểu. Ok, đó anh chàng này sẽ quay lại và chúng ta thủ sẵn quả bóng hay là cái cây mà nãy các bạn lượm, thì anh chàng này sẽ bước vô đây. Và khi này vô trong á thì các bạn đợi như này, nấp vô và các bạn đợi khi mà nó vừa lượm lên các bạn chọi liền. Tại nếu mà bạn không chọi liền á, nó quay ngược lại và khi mà bạn chọi nó sẽ la lên. Và tới lúc đó bạn sẽ bị phát hiện ngay lập tức và bạn không thể nào hoàn thành được cái Silent Assassin được. Ok. Và khi bạn vô trong đây, bạn kéo nó hẳn vô cái chỗ bên trong này. Và nhớ là bẻ cổ nó trước khi cất vô. Tại lúc đó chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ được. Bỏ vô đây nha. Ok, bây giờ sẽ đi ra lại. Tuy nhiên trước khi bạn vô trong lại thì bạn nên lấy ít nhất một trong hai cái thứ này. Thì nó khá là quan trọng, tại vì lấy nữa chúng ta sẽ cần phải dùng nó thêm một lần nữa. Chúng sẽ đi vô trong lại. Nhưng mà nhớ để ý là cái thằng ngay đó, ngay đây nè. Nó có đứng ngay cái đó cái canh nữa hay không. Nếu không thì bạn có thể đu xuống ngay đây luôn. Ok. Và chúng ta sẽ đợi cho thằng đó đi ra lại. Và chừng nào nó vô trong lại mình sẽ kiểu như là mình sẽ bóp cổ nó nhẹ để cho nó bất tỉnh để mình còn lại có một đường đi ra. Tại cái thằng này nó rất là khó chịu và mình buộc phải là đánh bất tỉnh nó chứ khi mà nó manh động hơn, tại vì mình không thích cái thằng này cho lắm. Có cái miệng dung trước hết là chúng ta không phải đợi cái thằng này vô trong lại cái đã, rồi thì chúng ta mới tính chuyện được. Còn không mà nói thẳng ra cái thằng này nhìn cũng khá là giống thằng T-Bone trong Watch Dogs. Đợi cũng khá là lâu đó. Ok, nó đi vô trong lại nè, chúng ta sẽ vô trong lại. Và mình đã thủ sẵn một cái cục này. Chúng ta đóng cửa lại cái đã. Chọi thẳng ra kia một cái. Rồi sụp đua con này thôi. Khá là dễ cho nó đánh lạc hướng thôi chứ cũng không có cần phải đợi nó ra tới kia. Thằng này thì không, chúng ta không cần phải giết đâu. Chúng ta sẽ lấy một cái coin ở đây.
Cái lối bằng kia đi trong lại thì chúng ta có thể đi phía chỗ này và nhẹ nhàng đi ra ngoài lại. Còn nếu không thì chúng ta không thể nào đi ra ngoài lại được nữa. Ok, ngay chỗ này thì cứ bình thường như bình thường thôi. Ok, thằng cha kia đã quay chỗ khác thì chúng ta có thể qua mấy thằng mà xây rượu khá là dễ. Nhưng mà tới cái chỗ này á thì chúng ta cần phải có một đồng xu, nhưng mà nãy mình đã nói. Tại vì chúng ta có một cái lính, thằng lính gác ở đây. Và nếu chúng ta không có đồng xu thì chúng ta không thể nào dụ thằng đó đi hướng nhìn hướng khác được. Mà mình mang tới 2-3 cái lận cho nên không sao. Và mình sẽ lẻn qua đằng sau lưng nó cái đã. Tuy nhiên anh chàng thì nó khá là tinh mắt á, cho nên chúng ta sẽ chọi thêm một cái qua đằng sau nữa. Thì nó sẽ bắt đầu cho có chấm hỏi thì mình mới bắt đầu di chuyển qua bên đây được. Khi mà nó di chuyển qua bên kia và lượm cái cục đó thì chúng ta mới tiến hành đi vào trong. Còn nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện, tại vì anh chàng này khá là nhây. Ok, và chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong và không bị phát hiện. Cho nên đó là lý do tại sao mình đem tới một lần tới 2 cái. Ok, và chúng ta cứ đi ra ngoài thoải mái thôi. Tại khu này là khu công cộng rồi, cho nên không sao hết. Và nhiệm vụ là tới đây là kết thúc rồi đó. Mọi người chỉ cần đi xuống lầu và đi ra ngoài cái chỗ mà chúng ta đã xuất phát ngay ban đầu và chúng ta đã xong hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, lúc đầu mình, do lúc đầu mình vô cũng nhanh quá, mình cũng không nhớ cái đường ra. Hiểu như là mình quen cái đường vô nhưng mà là không quen cái đường ra mới đâu. Ok, và chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ, và nhiệm vụ này khá là dễ. Thì ngày mai chúng ta sẽ có clip tiếp theo là Colorado Hitman Colorado tập cái DLC tiếp theo. Và ngày tiếp theo nữa chúng ta sẽ có DLC cuối cùng, đó chính là Hokkaido tập cuối cùng luôn. Và có thể là sau đó thì chúng ta sẽ đợi tới Year 2 Season Pass thì chúng ta mới thể chơi tiếp được. Ok, và chào và hẹn gặp lại các bạn. Stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, or as has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom?